menu gồm những món sau đây: bánh cống, lẩu mắm, bún riêu cua đồng, lẩu cá kèo, ốc bươu nước tiêu và gỏi gà. Tất cả đều những món của miền Tây quê hương. Nhìn nó hấp dẫn quá. Đạm nhiều. Đạm quá nhiều. Đúng rồi, ăn vô mập. Rồi, các bạn không ăn đạm thì mở nào. Dạ. Đây là món bún riêu cua đồng thì chúng ta có. Vậy được, thanh đạm. Ốc bươu nướng tiêu chúng ta có. Ốc nướng tiêu rồi. Không sao, hấp cái nước rồi tội đỡ mập. Lẩu mắm chúng ta có gì đây? Bún nước mắm, không mở được. Bún mắm. Thôi mình giống như mình chấp nhận số phận quá. Lẩu cá kèo. Wow. Lẩu cá kèo. Wow. Lẩu cá kèo. Bên kia chúng ta có. Mắm mè hả? Ok, nước lẩu cá kèo. Có rau được. Được nha. Dặm cơm mình thích quá. Cái món này thích quá. Gỏi gà bắp chuối. Bắp chuối. Và wow. bánh cống. Còn sót nha. Ây cha, thiệt luôn á, nể thiệt. Bánh cống là món cuối cùng thì chúng ta có. Ây cha, một miếng xí chiếu. Cũng được, thôi là share, món này mình share với nhau. Sao bên này mấy anh chị muốn ăn cái gì ạ? Tụi tôi không có được ăn ạ. Em đang hỏi anh Giang và chị Harry ạ. Ây, như có vẻ cái này nó rất là ngon. Thôi ba anh em mình có gì ăn đó. Có gì ăn thôi, đó nhớ đi. Mình có rau có cháo ăn cháo. Thôi mình ăn bún riêu đi. Ăn miếng bún riêu cho biết với người ta. Trời ơi, cái ốc này nó rất là juicy. Có muốn ăn gỏi không? Đầu tiên mình phải khai vị trước. Gỏi gà thì biết ăn. Thank you. Ăn không, gà không xé ra nè. Dạ. Cho tôi cái đùi ạ. Đó, xé ra. Rồi. Ăn cái đó, đầu cho không? Tắm nước mắm. Ăn cái đầu không nè. Bây giờ cho cái đầu. Có câu ăn không? Có ăn mỡ. Đây bánh nha, tôi có bánh cống nha. Thôi giờ ăn không quá. Tôi giờ ăn với thịt gà không? Dạ nè. Dạ ăn bánh nè. Cho bánh cống. Ăn cái cánh không? Tôi xé cái cánh cho cánh bạn. Đi. Đây, cánh đi. Cho cái cánh nha. Để tôi xé cái cánh cho. Cánh gà này gà ta dai quá. Tự xé rồi. Nhưng còn bắp chuối thì sao mọi người? Bắp chuối đem về sắc nước uống. Nói chứ cho đội tôi ăn ké miếng ơi. Thôi ăn đi, tội đúng nghiệp quá à. Hôm nay là chủ đề Dũng ăn miền Tây ha. Người miền Tây nấu đồ ăn mộc mạc giống như cái tính cách của họ vậy. Dạ, thích ăn ngọt ngọt. Ngọt ngào tâm hồn phải ngọt đồ ăn nha. Dạ. Sao nó hào phóng vậy ta? Cưng quá à, hoa hậu mà còn thân thiện. Hoa hậu thân thiện. Hoa hậu xàm nữa. Rất là tiền bạc rồi đó. Bây giờ thưa các anh chị và các bạn thân mến. Dạ. Chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó là sự thay đổi về ngoại hình. Dạ. Vậy thì thành công. Vậy thì thành công, đúng vậy. Để xem ai thành công nhất ở đây nha. Dạ. Chắc Vân thành công nhất rồi quá. Không, dạ nha. Dạ là tiến bộ khủng khiếp ạ. Ai vậy? Quá đủ hả? Ai vậy? Khánh Vân không? Vân không? Ai vậy? Đều. Đó. Còn nhỏ là dễ thương. Ai vậy? Khánh Vân đó. Không luôn hả? Đang là một loạt. Wow, cái này đẹp nè, cái kia đóng phim đúng không? Dạ đúng rồi. Này hồi học phổ thông đúng không? Dạ đúng rồi, năm em lớp 11. Lúc này chưa biết chăm chút trang sắc đúng không? Dạ không. Có ai theo đuổi lúc này không? Dạ cũng có. Chắc mình cao nhất lớp hả? Dạ cao nhất trường. Cao nhất trường luôn. Đúng rồi. Trời ơi, cao nhất trường nha mọi người. Ba đấy. Của em. Hồi nhỏ là bên nội nói em giống bên ngoại nói em giống bên nội. Cuối cùng ba mẹ em nói em giống hàng xóm. Vậy là nội ngoại không ai thừa nhận em hết. Dạ, nhưng giờ chắc vậy. Nhưng mà thiệt ra thì em giống ba em. Mẹ nè. Wow. Mẹ mà. Mẹ hồi trước đó. Lúc mà em thi Hoa hậu Hoàn Vũ ở Việt Nam á, lúc mà top 15 thì em có nói là em giống sự nhẹ nhàng tình cảm của ba và sự cá tính mạnh mẽ và đàn ông của mẹ. Mọi người nghĩ là em run quá nên em nói lộn, nhưng mà thật chất là như vậy thiệt. Mẹ em thì rất là cá tính, mạnh mẽ. Dạ. Ba em thì rất là tình cảm. Dạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Để coi nhân vật tiếp theo sẽ là ai đây. Ê, cho miếng lẩu đi. Đây. Dạ. Dạ. Bà dạ nghe cho. Lẩu ơi, bà dạ. Dạ ơi, sao hồi nhỏ sao nhìn mặt cưng vậy? Dễ thương không, mà. Dễ thương mà. Em bên đây nè. Bên ủa? Trái cùng á. Nhỏ vậy là nhan sắc lắm á nha. Hồi nhỏ em chụp hình em lấu cá. Trời ơi, nụ cười thật, trời ơi, thân thiện quá. Mình trắng quá hả? Lúc này em 17, dạ lúc này em học bài sinh xấu à. Đã dạ, có biết anh Đức lúc chưa? Lúc này là em đang biết anh Đức à. Lúc này đang yêu anh Đức nè. Em cắt mái tóc đó là anh Đức giận à. Lúc này em biết anh Đạt à. Mới hai hình, hai số phận liền. Dạ, tí mai còn anh Đạt em đẹp hơn nhiều. Dạ, lúc này quên anh Đạt. Lúc này em 19 tuổi à. Đẹp quá. Thật tuyệt vời ạ. Rồi em là em ít up hình hồi nhỏ lên mạng nhiều không luôn á.
Đây là bốn người trong nhóm 365 hồi nhỏ ạ. Không hình này, ơi hình chỉ này. Một người à. Tấm hình này là chỉ có ở nhà em treo thôi chứ hồi xưa nha, tại vì nhà rất là nghèo. Không có máy hình chụp hình luôn, không có hình kỷ niệm gì hết. Tấm này là tấm hình duy nhất mà in ra để treo trong nhà thôi, là kiếm cái file cũng không có nữa. Thì sao giờ có trên đây? Thì chắc là gọi điện ba má xin. Đây là Will á hả? Em á. À trời ơi, gì vậy? Ủa em đó hả? Ủa sao nhìn khác dữ vậy ta? Đây em kể cho mọi người nghe. Mập nha. Em kể cho mọi người nghe, Will là đúng là cái hình dạng này. Và đi casting vô trong công ty BAA. Đeo một cái mắt kiến tròn do gì nè. Xong mà thân hình mụn mỉm nhưng mà rất là thích mặc đồ hip hop. Xong mà mang cái đôi giày mà kiểu cao lên nha. Đúng rồi. Bự con. Xong cái tụi em gọi là thỏ tinh á anh. Thỏ tinh hả? Thỏ tinh nó nhìn như con thỏ mà. Không, hồi thỏ xưa tinh nó mập lắm. Gần 80kg là mập lắm. Vậy tính ra là dày thì quá thành. Nếu mà 80kg mà nếu mà so với những người cao cao người mẫu thì không sao. Nhưng mà tại vì em có 1m7, 1m71 thôi. Nên là không nhìn nó mập ú lù à. ST kìa. Ủa? Hả? Đâu? Có. ST đó, cái bên. ST hả? Ê, hai người này biết không phân biệt luôn á nha. Biết không phân biệt được ST là áo đen hay là Will luôn á. Chương trình bớt Google lại nè mọi người ơi. Thôi. Chứ có em đen anh. Giờ đẹp nè, giờ đẹp trai. Sinh viên đi học chạy ngoài nắng cả ngày. Ủa? Mà ngày xưa mua đen là vậy. Phải trợn mắt không, lên chua hồi xưa ra. Mua đen là không được cười nha. Bụng mơ. Chúc chíp. Ê mà Will hồi nhỏ vẫn đẹp nha. Đẹp thì có đẹp đó, dễ thương. Tùng Bi. Em á. Mù. Không nhìn ra luôn phải không? Cái hình này em cũng thấy rất lạ. Mắt mà kiểu một mí luôn á. Mình giờ lòi ra em từ cái từ miệng rồi nè. Cái miệng thì giống rồi đó. Ê nhìn coi á. Trời ơi kìa kìa. Trời ơi kìa là ghét đúng nghĩa là nguyên một album hình trên Facebook của em luôn rồi đó. Ôi ghét quá. Mọi người, đây là hình tóc ngắn của em. Và kể từ sau tấm hình này, đó là mẹ em không bao giờ cắt tóc ngắn với em nữa nha. Này cho mình ở đâu hả? Cái này là Thảo Cầm Viên. Càng lớn càng xinh á. Ui, Thảo Cầm Viên đẹp quá. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy? Cái này bắt đầu giống người lớn. Đẹp lắm luôn á, nhỏ mà đẹp quá. Mà hồi nhỏ chụp hình là không cười nha. Bi là tạo dáng ta là sẽ like đâu không nha. Thư giãn. Mời gọi. Thoải mái. ST kẻ, hả? Kẻ ST kìa phải không? Kẻ ST kìa. Cái này thì giống ST nè. Cái này là chụp chung với cô Hồng Vân. Hồi xưa em đi diễn. Wow, là từ nhỏ là đã tham gia trong cái nghề rồi đó. Anh Lập Trường kìa, anh Hai kìa. Anh Bo kìa. Trời ơi, ba. Trời ơi, Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Trời ơi, chị ngồi sao không nha, đừng có giỡn nha. Giỡn hoài. Hồi xưa là em được may mắn là được đi diễn chung với mấy anh chị. Trời ơi. Trời ơi, chị Harry. Ô. Harry bên trái đó. Dạ đúng rồi, bên trái. Ô. Trời ơi. Ủa, sao có được mấy hình này của bà Harry vậy? Thiệt á. Cái này là nhóm nhạc bên Hàn Quốc đúng không? Em bên trái cùng đúng không? Trời ơi, đẹp quá. Không, thấy đẹp. Quay phim. Quay phim chùm cỏ. Để em bé đang ngủ là chị. Đâu em đâu, em đâu? Đó, đó màu vàng á. Ủa cái mặt kỳ vậy? Mặt nó tròn tròn, buồn ngủ quá em. Bơi xong buồn ngủ quá. Kìa trời ơi. Lúc này em mặc áo dài nè. Lại đây là trường mầm non Hàn Quốc. Nhưng mà lúc đó không biết sao tự nhiên có áo dài từ đâu ra em mặc được luôn. Kìa, bà ngồi phía sau kìa phải không? Chị em. Dạ. Ủa sao nhỏ chị khác quá vậy? Nè hồi xưa nè. Phải chụp hình với mẹ em là lúc mà được một tuổi tròn. Kể anh Giang đâu? Anh Giang bên tay trái đúng không anh? Đúng rồi, bên trái cùng. Cái chỗ này là bữa anh quay cái chương trình Muốn Ăn Phải Làm Một Bếp với lại Lê Dũng Lâm đi tìm lại cây mà tìm không ra. Ôi mồ. Thì có cái khu đó thật, còn cây này giống như là giờ nó phát triển sao đó không biết. Trời ơi, nhìn mặt anh thiệt ghét thiệt luôn. Nhỏ anh dễ thương á. Ghét chưa? Đẹp trai chứ bộ. Ồ. Con ai đẹp trai quá trời. Hôm nay món đầu tiên chúng ta sẽ được thưởng thức đó chính là món gà nướng satay Malaysia. Malaysia. Bất khu thể. Là cái món thịt thường ở Malaysia với lại Singapore hay ăn ha. Bắc cu tè. Tteokbokki, bánh xếp Nhật. Bánh xếp Nhật là nó nhân rau củ giống như là sủi cảo mà ở trong có nhân rau củ vậy đó. Hàn Quốc có cái bánh đó gọi là cái bánh gì? Kyocha là há cảo. Đó. Nó gần giống vậy đó chị. Sườn cái Thái Lan. Wow. Sườn cái là cái sườn mà to thiệt to á. Dạ. Trên Facebook. Mì xào Indonesia. Wow. Nghe. Ngon quá. Chà, hình như đa phần là món cay hơi nhiều ạ. Không cay gì đâu. Và món thịt hơi nhiều.
Cho anh Hiếu một điều hoa quả. Có khi là không có, không có thịt. À, ok. Thôi ăn thử đi hả? À, thử nha. Đây là bánh xếp của Nhật tên là Gyoza. Wow. Yeah. Dành cho đội thắng cuộc. Gyoza. Còn các bạn. À, bao củ kia. Gì? Đây là cả mà bọc trái cà chua chiên hay gì? Đây là đồ nhái rồi. Đồ nhái à? Dạ. Sa tây thì mình sẽ có à, sốt. Là lấy cái này chấm cái này đó. Này giống rau củ khô quẹt quá. Ờ thì phải người ta. Kiểu rau cọp buffet nha. Sườn siêu cây khổng lồ. Wow. Yeah. Thái lạnh thì mình sẽ có. Wow. Củ cải trắng siêu cây. Củ cải bên đó nhìn trông cũng kinh khủng chứ bộ. Là ớt hết đúng không? Trời ớt hết luôn hả? Cái này là Halloween day được nè. Ba cụ tê. Mình sẽ có sườn tỏi luộc tốt cho sức khỏe. Mì xào Indonesia. Mình sẽ có mì xào không, mì xào chay. Mì chưa xào luôn. Ăn sống luôn. Có tờ giấy gì kìa. Hướng dẫn sử dụng. Dùng sức bóp nhẹ, cho gói gia vị vào, lắc đều theo nhạc, lấy một lượng vừa phải bỏ vào miệng và thưởng thức. Chúc anh chị ngon miệng mì lắc bếp vui bùng vị. Nhanh nhẹ. Wow. Cô muốn dùng cái gì đây? Toki sao anh? Ở dưới. À, Toki ở dưới, trên là trứng. Toki bên kia là gì đây? Trinh. À, bánh gạo. Thôi ăn ăn đi, cái đó thiệt ngon. Rồi. Ok. Mình ăn đi cả nhà ơi. Đây. Ôi trời trời. Wow. Ăn được thì ăn đi. Ăn thử nào. À, Hiếu ăn được. Cảm ơn. Hiếu ăn đi. Đây. Hiếu ăn đi. Đây, ai cũng một bánh này. Được, ngon. Sao Hiếu nhiệt tình nhỉ? Không có hứng thú gì cả. Em ăn phát em biết là em đang ở Nhật luôn á. Cái này cũng được ấy, giòn nhá. Giòn nhưng mà hơi bị ngọt. Nó bánh ngọt mà. Cái bánh đó là cũng ăn nước tương nữa hả Hiếu? Bánh gạo trong bịch sẽ ra đó. Cái này là nghĩa là dessert à? Cái này là tráng miệng à? Thôi nói chuyện với người nước ngoài tôi mệt quá. Chỉ với một món em đã đủ mệt rồi. Đã đủ mệt rồi. Nè, ăn đi. Mày ăn với gì nhỉ? Ở trong là cà chua đó. Hà đây thích ăn món Nhật, ăn thích ăn món gì nè? Thật ra thì món ăn Nhật thì em chỉ có thích ăn sushi. Sushi là chủ yếu. Sushi. À, takoyaki. Món tròn tròn mà trong đó bánh mực. Biết rồi. Cái mực viên. Đúng rồi. Và okonomiyaki là cái bánh giống như bánh xèo của Nhật Bản thì em lại rất là mê. Qua đây chi vậy chị? Ngon quá. Johnny. Johnny. Johnny ăn đâu có hơn. Nhật có một cái rất ngon là mì ramen, anh rất là mê. Ramen thì em lại không biết ăn. Tokusu nữa ngon lắm. Ngon quá. Rồi, thịt, nướng, sa tây đúng không? Cái gì vậy? Cái gì hát cái người này lắm rồi thì vậy? Trời, nhìn một đôi kìa. À, đây là món nhà già của Thái Lan á. Trường to siêu cây khổng lồ, hãy ăn thử nào. Nó rất là thơm, không hề cay. Tender là báo khái rồi. Ngon cay quá. Johnny. Củ tỏi này. Chị đi xin đồ ăn về chứ hai chị em mình. Bắc cụ tê. Cái này là nó giống như của món Việt Nam luôn. Siêu quá trời đây. Đúng rồi anh, siêu quá. Giống siêu bắp trộn mấy hột siêu quả. Đâu đến coi coi. Có lòng heo nè. Có lòng heo. Này là món gì đây? Mì. Không, nó giống như là cái mì ý. Cái này hồi xưa xem phim ăn này sướng lắm ấy. Sướng này có cái bịch bỏ xong rồi bóp rồi bóp nát ra xong rồi rắc muối vào. Đúng rồi đúng không? Bóp vào cái gì ở đây? Này đúng không? Đúng rồi. Xong rồi là mình rắc muối lên. Đúng rồi. Là muối của cái này đúng không? Rắc rồi. Bóp nát ra. Hiếu có người yêu chưa Hiếu? Hiếu, anh hỏi là có người yêu chưa? Mấy người anh ạ? Mấy người luôn à? Đấy. Này ngon luôn. Này ngon nha. Chị ngon nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn về một vấn đề ha. Khi mình đi du lịch với người yêu á nha. Chưa bao giờ. Chung với người yêu á, em chưa có nên không biết. Có nên dắt bạn theo không? Dạ không. Tùy anh. Harry Potter đã từng bao giờ đi với Vân Thành mà có một người khác đi kế bên không? Nhiều. Đi hoài anh ơi. Ủa vậy hả? Hai vợ chồng đi riêng là trong cuộc đời em nhá. Em yêu anh Vân Thành là cũng là hơn 4 năm, gần 5 năm rồi. Là đi riêng có 2 lần mà thôi. Không phải là đi chung hết. Mà đi một lần là không phải đi ít người nhá, mà 10 người trở lên không nhá. Mỗi lần bắt taxi là mệt nhá. Đi một đoàn luôn. Mà người hướng dẫn viên ai? Tôi đó. À, đi nước ngoài hả? Dạ, em đi Hàn Quốc á. Mỗi lần em đi Hàn Quốc là em chóng mệt thiệt luôn á. Phải quản lý á, mệt lắm. Dạ, mà em bắt taxi, mỗi lần bắt taxi xong
taxi thứ hai đâu phải là đến liền như Việt Nam rồi. Việt đâu, Nam là taxi Hàn Quốc rất là khó bắt, phức tạp, kẹt xe rất nữa. Khó bắt. Chị qua đây đi chợ à chị? Không, chị đi siêu thị mà. Rồi làm bị dạ sao? Em á? À? Em chưa giờ đi du lịch riêng với lại chồng em à. Trời. Đi làm thì đi với đoàn mà có bao giờ tách ra đi riêng đâu. Từ hồi trước giờ, từ khoảng nhau tới giờ luôn. Chưa. Tân hôn? Không có. Du lịch tân hôn? Không có. Tuần nhân mật? Không có. Chưa bao giờ có một chuyến du lịch gọi là hai đứa đi với nhau rồi sáng dậy sớm rồi đi ăn sáng rồi ngắm cảnh rồi chiều tối ngồi bên chai rượu vang trên bờ biển. À không ạ. À, nó là gì vậy anh? Nó thật là lạnh đối với em. Đó gọi là tình yêu. À, em cũng có tình yêu nhưng mà nó thêm hai đứa con nữa. Ủa, lúc em quen nhau tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Nhưng mà chồng em không thú vị với điều đó thì sao? Chồng em không có thú vị em hay sao? Chồng em không thú vị em à? Em rủ chồng em đi du lịch riêng hoài mà chồng em không chịu. Chồng em nói phải có con nữa chồng em mới đi. Hồi xưa chưa có con thì sao? Hồi xưa chưa có con thì cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ hai đứa đi chơi riêng. Anh với vợ anh là qua tới Hàn Quốc mà vô phòng xong phải công cộng luôn á. Hả đi hả? Dạ. Anh khoái nhất đi với cái đó. Dạ. Vui muốn vui chơi. Vui lắm. Ủa nó có giống Nhật Bản không anh? Hàn Quốc thì vô nước cũng có, không vô nước mà nó cắt vô nước vô khô vô lạnh nhiều lắm. Mà ở trong đó nó có mấy cái canteen bán đồ ăn cũng rất là ok nha. Trứng nè, nước gạo. Tự nhiên có hai chồng đi riêng đã có nhiều cái hay lắm. Nhưng mà em thấy là em có lần em đi Hàn Quốc á, em vô cái chỗ giống vậy á, em bị mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Em không có... Cái vấn đề là tại vì không ai nhờ em đâu mà mắc cỡ. Không ai dòm em cả. Nhưng mà mình chưa có quen á, em không thể nào em đứng em thay đồ được á. Em phải nhờ người che lại em mới thay được. Vậy hả? Xong mà cái em nhìn, mặc dù là phụ nữ nhưng mà em nhìn mấy chị em cũng bị mắc người cỡ. Người ta đi rất là bình thường luôn. Thí dụ đẹp thì em có thể chịu khó nhìn nhưng mà... Chịu khó mốt đồ đó. Hiếu sao? Hiếu nghĩ là không nên anh ạ, tại vì là đa số là người bạn gái ấy, họ lại ghen tuông là vì là mình dành thời gian không đúng cho người bạn mình gái ấy. Mất thời gian cho cái người đấy. Bạn ấy nữa. Thế là bạn gái luôn luôn muốn có kiểu chỉ là riêng người không yêu của mình. Riêng tư anh. Đúng rồi. Còn Linh sao? Ăn hoài cưng? Em thì nói chung là tùy theo, ví dụ như là nếu mà là bạn thân thiết đấy thì đi thoải mái nhỉ. À. Em đã từng như thế, em đi du lịch cùng với cả một cặp đôi kia. Thì em cứ đi chơi thôi, khi nào đi chơi thì đi chơi, còn khi nào chúng nó về phòng thì kệ chúng nó. Linh, nếu như chị không đi nha Linh. Không đi. Nếu mà em có đi ấy, em sẽ phải rủ thêm một người bạn nữa đi cùng. Đúng rồi. Nhưng mà trong cái trường hợp đấy là không ai đi cùng được thì mình ở nhà luôn. Tại vì là tự nhiên đang định take care cho người yêu, xong tự nhiên chắc quên mình còn người bạn nữa. Thì chắc kiểu nữa. Mình lịch sự, mình muốn bạn mình đỡ buồn, mình qua mình tiếp bạn mình, thì người yêu mình sẽ nghĩ là em chả dành thời gian cho anh như là đó. Lý Kim Cương có vẻ rành về vấn đề này ha. Dạ. Tại vì em cũng đã từng trải qua những cái kiểu như vậy rồi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ồ, đảo chiều rồi hả? Cháu mi dèm chưa ăn sao mà đối chèo. Không biết ăn gì luôn, bây giờ ăn tỏi. Thôi kệ, ráng đi, chứ người ta đói quá mà. Tội nghiệp Hiếu ăn dưa leo không luôn.